Xin chào mọi người. Hello everyone. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Văn Nguyễn Singapore. Hôm nay thì Văn nấu món cơm gà Hải Nam rất là nổi tiếng ở Singapore cho hai bé. Đói bụng chưa? Are you hungry? You want mom mom now? Mom mom. Okay. Cô ăn cơm đi, ăn cơm. Let me give some more soup. Ngon không? Korean. Ngon không? Mà ăn đi. Mọi người ơi, cái video của Vân hôm nay kết thúc tại đây nha mọi người. Vân hy vọng rằng mọi người sẽ luôn theo dõi và ủng hộ cái kênh của ba mẹ con Vân. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt cô chú. See you again.